Chiến thắng đầu tay của Evot. Sao có 8 phút nhỉ? Tập này 14 phút lận này. Họ là đại diện của chúng ta tại Mid-Season Invitational 2018. Đó là Evot. Khúc này Hoàng Luân cháy. Đó là Evot. Dạ đang bắt đầu từ từ đi vào rồi nè các bạn ơi. Đội thì vẫn đang tiếp tục test những lần cuối cùng. Sau khi test xong thì đội sẽ có thể là nhắc nhau là đi toilet hết nè, xong rồi có thể là ngồi để mà thư giãn, để mà thả lỏng tinh thần trước khi mà bắt đầu trận đấu BO5. Thì đòi hỏi rất là nhiều sức lực cũng như là cái sự tập trung rất là cao, nên ra là thực sự là phải thả lỏng để mà có thể hòa vào trận đấu một cách dễ dàng. Có những cái tinh chỉnh nhỏ nữa cho cái phần âm thanh cũng như là về vị trí chỗ ngồi, về màn hình, về các thiết bị thì chắc là sẽ xong thôi. Tài tiếp sức rồi. Start. No. Đập tay tiếp sức. Đập tay. Đập tay tiếp sức rồi. Jin rất tập trung nha. Từ từ đập tay đi Jin sao. Warzone trước đi. Warzone. Cố gắng nha. Leon. Mặt căng. Đi Jin. Hay. Thấy sao? Thoải mái không? Em thấy thoải mái không? Tâm lý sao? Hôm nay cảm thấy rất thoải mái. Nên chắc là 3-1 là kết quả tệ nhất dành cho iPod. 3-1. Ok. Rồi chúc mọi người may mắn nha. Rodobe dự đoán Mark Han dự đoán đúng hết chứ. 3-1. Thật sự là mong cả đội sẽ có kết quả thật là tốt. Mark Han. Bây giờ đội sẽ đi vào trong, vào phòng chờ trước khi mà cái trận đấu diễn ra. Từ trong hình không đánh ra giống như của Flash quá đó, đánh chọn ở trong đó, đang thảo luận. Nếu mà tao chơi các solo là tụi bay phải nói dạng là tao có sự biểu, hoặc là tao muốn chơi là tụi bay mới chơi chứ. Khúc này là đang thảo luận. Lúc này là đang thảo luận là sẽ kiểu như là cái ván đầu tiên ấy, là mặc dù là tụi Super Maxi nó chơi khá nhiều ở vòng khởi động, nhưng mà kiểu vẫn muốn kiểu như là thăm dò tụi nó, vẫn muốn thăm dò tụi nó là xem là có thật đó là tụi Super Maxi nó đã đánh hết sức ở vòng khởi động hay chưa, hay là nó đang cố giấu cái thực lực của nó đó. Cho nên là trận đầu là sẽ đánh cái đội hình mà mình hay chơi ở VCS nhất, cho nên là để thăm dò tụi nó. Trận đầu là thăm dò. Không mà tụi mình đã mất công tới đây rồi, không để tay trắng đi về được. Cố lên nha, cố lên nha. Lên nha. Cố lên nha mọi người. Lúc này ấy, thằng môi bò nó tràn đầy chiến ý lắm. Nó cực kỳ tràn đầy chiến ý luôn. Nhưng mà sau cái khúc dạn nứt phát là thôi đi. Sau cái khúc dạn nứt là toàn. Thăm dò là ván 1 thôi, ván 1 thăm dò thôi. Ván 1 bung cái đội hình mà quen tay ấy để thăm dò á. Quen thuộc á. Môi bò lúc sau rồi vô vòng bảng nó dạn nứt với cả thằng Minh, là hai thằng dạn nứt nữa.
Ăn được balon rồi. Hay quá các bạn ơi. Không trúng nhưng anh bay mâm gục rồi. Chúng ta có chiến thắng ở ván đấu đầu tiên của BO5. Lớp. Em thấy ván đấu vừa rồi Bayboss thế nào? Em thấy là chiến thuật xem tốt cho Camille là rất hiệu quả. MVP trận này là Stark. Stark đại đế à? Stark đại đế à? Stark đại đế. Lúc tối vừa chơi với cả anh Minh xong, anh Minh cầm ăn phai Undy trượt ở hang rồng, đập răng vào đá ở hang rồng xong Stark đại đế. Giờ chỉ còn lại anh Minh may mắn mà thôi. Đậu xanh lúc này ra rớt bút luôn chứ. Nè, thầy để cái thầy cầm cái bút ở tay này, xong rồi không phải cầm ở tay mà kẹp ở đây này, thế là bắt tay, thế là rớt cái bút luôn. Rớt cái bút luôn. Tưởng là chết mẹ rồi, rớt bút là điểm gỡ rồi. Điểm gỡ rồi. Nhưng mà không sao, thực lực vẫn chứng minh. À, đó là kêu. Giết 4 mạng bên kia rồi. Game 3 này là hủy diệt luôn đấy chứ. Từ game 3 là hủy diệt luôn đấy chứ. Cái bằng chủ này fast solo kill có thể được thực hiện và có thể thành công. Nhưng Warzone tin rằng mình mạnh hơn so với đối thủ anh ta tấn công. Cái khúc này ấy không hiểu sao nhờ. Thằng ganh bay mâm nó đánh cực kỳ bốc luôn ấy. Nó như kiểu là nó cay ấy, chát thóc ấy. Thằng môi bò nó chát thóc gắt quá hay sao mà nó cay ấy. Nó cay lắm, nó chỉ muốn lao vô, nó flash vô, nó chơi, nó đài, nó giết thằng rốt không à. Mà cái khúc này thì kiểu cái ván đến cái ván 3 ấy thì là kiểu như là biết được là cái thằng rừng của Stormmate này là nó chỉ chơi được những cái con mà kiểu như là có kiểm soát bản đồ thôi, yếu khi mà đánh 1-1 đấy. Đợt này thầy mang theo mấy bình oxy. Cảm ơn Hada nhá, cảm ơn em nhiều. Mang theo nhiều oxy lắm. Thì lúc này thằng Stormmate này nó đánh kiểu đa phần thì là tướng tanh với cả kiểm soát bản đồ thôi, chứ không phải là những cái con đánh nhau 1-1 mạnh. Cho nên là thằng Đăng nó mới kêu là để em chơi con Gray cho. Em sang em đè nó. Rồi để các len tự chơi. Mình sẽ pick những cái len mà tự lo, rồi là mình sẽ BK mạnh với nó ở len. Đó. Là nó tự tin con Gray để đè con rừng thằng Stormmate. Cho nên là ưu tiên con Gray cho Đăng. Cho Zin. Chung là nó thể hiện hai ván cũng tốt mà. Thể hiện hai ván cháy luôn đấy, cháy sườn luôn đấy. Có mấy pha BK mà nó hừng quá, nó flash lên, nó chết thôi. Chứ còn không thì nó làm quá tốt rồi. Chung là đánh ổn áp. Nè, cái khúc này này. Cái khúc này này. Vị trí của VCS thì EVOS 2018 còn có sự phục vụ của Quyên. May mắn ở vị trí huấn luyện viên Bùi Nhìn. Cảm ơn Daniel Han. Lại huấn luyện viên Bùi Nhìn nữa. Cái khúc này này, thằng ganh bay mâm ấy, nó lên level 6 phát nhá. Nó lên level 6 phát nhá, nó bật gót lên, nó đai trụ thằng Rốt luôn. Nó bật gót lên, nó đai trụ Rốt luôn. Mà nó không tính là thằng Rốt nó có cái gì nhở. Thằng Rốt nó có, thằng Rốt nó lấy cái điểm mà siêu ấy. Lấy cái điểm siêu kháng phép ấy, khi mà gần thấp máu ấy thì nó nổ cái siêu kháng phép ra ấy. Đó. Nó không tính được là thằng Rốt nó cầm cái điểm đó. Khó chịu. Cổ máu thoát đi, chiếc đà của Stray nhảy vào bắn vào Stormback, không ăn thua anh ta hồi nhảy. Nhảy tiếp thêm một lần nữa bắn vào ganh bay mâm, đẩy văng đối phương ra và nhảy thêm một lần nữa để kết liễu đối phương với Quadra Kill. Dành cho Stray và chiến thắng dành cho Evos. Đại đế, Stark đại đế à? Rồi, như vậy thì em thấy cái trận đấu vừa rồi như thế nào?
hồi hộp quá. Hồi hộp quá hả? Vâng. Đây như là em cả fan của Levi nữa nên là phải đưa cả Levi đi. Ok ok. Levi. Levi nhiều fan lắm. Levi nhiều fan lắm. À, mình gặp rất là nhiều fan của Gam ở đây nha các bạn. Nhưng mà vẫn uống không? Fan Gam đúng không? Nhưng mà vẫn uống fan Gam, fan Gam, fan Gam. Fan Gam, fan Gam. Ok. Các đại đế tỏa sáng đúng không? Tỏa sáng. Tỏa sáng. Trận đấu vừa rồi thì tụi em thấy ai là ấn tượng nhất bên phía của Evox? Stark. Lại là Stark lại đấy à? Tay lên nha. À, fan Stark rất là đông. Rồi, ok, hy vọng là trận tiếp theo tụi mình sẽ thắng ha. Ok. Stark lại đấy lúc này mùa lại đánh trái sườn mà. Mùa lại trái sườn mà. Căng thẳng thế nhở, căng thẳng thế nhở. Căng thẳng thế nhở. Anh em tên mình tới đây thì giờ chỉ bước một chân là còn một chân nữa, anh em bình tĩnh nha. Ok. Là cái bài vừa đấy. Anh em mình tới đây rồi, có bước một chân là còn chân nữa. Lại cái bài vừa đấy, lại cái bài mà trước khi đánh ấy. Môi bò. Anh em bình tĩnh nha. Ok. Bên đó cuối cùng. Cuối cùng. Dạ, yeah, rồi đó cuối cùng. Đúng không Bion? Rồi. Rồi, cùng coi thôi. Ê, vô ảnh bộ chúng là chết. Rồi. Hay quá, dê đến, dê lần 2, nó sẽ trúng ít nhất một người. Tốc độ di chuyển chậm hơn, giảm đảo với búa đỏ nữa. Chắc chắn gục. Đúng rồi em ơi, bắn nhà chính đi và cửa đến với MSI của chúng ta đã được mở ra và chiến thắng dành cho Evox 3-1, quá tuyệt vời. Cảm ơn em ơi, thắng rồi. Chuyển xem. Stark giành được MVP nên giúp mọi người quên đi công lao nhỏ giọt của quyền may mắn trong vai trò huấn luyện viên bù nhìn. Cảm ơn Daniel Phan nha. Giờ thực sự là mình may mắn. Quyền may mắn nữa. Hình như là sau khúc này là tối về là có phỏng vấn mình sao ấy. Phỏng vấn là sao mà mình lại không cười. Thực ra ấy, là đến trong cái trận này ấy, là kiểu những cái thế mà macro kiểu như mình team làm tốt lắm, nhưng mà kiểu xong không hiểu sao đánh cái game này thì lại không làm được tốt như thế, cho nên là mới như thế đấy, cho nên là không mới căng thẳng như thế. Run quá cười nổi đâu mà. Cười. Ôm anh cái coi bây giờ. Đúng theo lời anh đó, là mình. Ôm anh cái coi, ôm anh cái coi, ôm cái coi, ôm cái coi, ôm cái coi. Dạ em muốn lấy con gì nữa? Em muốn lấy con gà na đúng không? Lấy gà na. Ok. Yeah, nice. Bây giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị cho cái phần phỏng vấn sau trận đấu. Thì như các bạn đã biết trong những lần phỏng vấn ở đường trước, mình nói là mình có khả năng déjà vu. Déjà vu. Đến đây để thực hiện lời nói đó thôi. Ok. Và tôi nghĩ là Midland bên sub nên đổi tên là Ganker by John đi. Gánh cơ bài giòn. Vẫn còn gãy, vẫn còn gãy. Ok. Vẫn... Cảm ơn mấy bạn đã cố vũ. Thực ra có mấy bạn nói là sau cái trận thắng này em sẽ bay cả vào trụ nó giết cho. Không, em nói em vô top 4 mà. À, top 4 mà, top 4. Mình thích cái top FN luôn. Ok, ok, được, anh cũng thích. Anh sẽ quay cái đó cho em, ok. Rồi, đúng rồi. Gãy, gãy, gãy. Cố gắng đánh thật hay nữa ở trong bảng vòng bảng này. Mong các bạn
cùng cùng bóng tiếp, cùng đồng hành với Evos. À, vào vòng bảng gặp toàn quái vật không? Là vé xem ở đây rất là cao, tới 20-25 euro mà rất là nhiều bạn Việt Nam ở đây đi xem. Và họ có hỏi anh là nếu mà thắng thì có đánh tiếp ở đây không, thì anh nói là có thắng thêm 4-5 ngày nữa thì họ sẵn sàng họ đi coi tiếp luôn. Okay, đó, em thấy tức là mọi người 20 euro. Chút nữa sẽ phát quà cho các bạn. Đó, 20 euro. Mình nghĩ là tại bởi vì hôm nay mình nghĩ là màn trình diễn của mình là khá tệ. Vậy hả? Vì mình từ lúc qua đến đây đến giờ là 4 ngày bị bệnh rồi. Thì đau cổ họng với lại bị sốt. Mình bị flatwork giả cho mát người nữa. Tám chùy. Bị giả mồ quá. Bây giờ mình Maple phải trả thù nó. Nó làm mình run tay luôn. Mình lần đầu tiên bị run tay luôn. Nó hành nó run tay luôn. Hôm nay thì cũng coi như là kết quả xứng đáng trong những ngày luyện tập vất vả đó. Hôm nay mình sẽ không nghỉ ngơi đâu. Lát đi về mình sẽ vào phòng gym. Xong rồi vào phòng game tiếp tục. Xong rồi đi ăn cái, xong rồi chen tiếp. Ok, tốt. Vậy đó, phải chen tiếp chứ. Chứ mình không có thể nghỉ ngơi được. Ngàn năm mới có một lần mà. Đúng rồi. Ngàn năm mới có một lần mà. Chúng là... Tức là tụi em phải cố gắng giữ cái phong độ này. Và tốt hơn nữa. Ha. Rồi. Hẹn tụi em ở buổi tối. Vậy nha. Ok, bây giờ phỏng vấn đi. Ok. Phỏng vấn bên này hả? Xong cái khúc này là em đéo sợ thằng nào đây hả? Em đéo sợ thằng nào đây hả? theo cách em nhìn thì team em vẫn có thể cơ hội là vào được top 4 nếu như mà không mắc sai lầm quá nhiều và đạt được phong độ mà cao nhất thì em có thể có mặt ở Pháp. À, vậy thì em nghĩ thì cái điều gì mà team em cần cải thiện nhất lúc này? Em nghĩ là cần cải thiện là giao tiếp nhiều hơn. Tại vì lúc thua thì team giao tiếp rất là ít, nên việc không thấy là lật kèo. Thua thì thường không lật ngoài kèo. Ngoài ra thì em cảm thấy là với cái meta này á thì có phù hợp với đội của mình hay không, với những cái lối chơi cũng như chiến thuật của đội. Hiện tại thì một số ông tướng thì ở một như là ở mid thì dưới top thì em thấy là đang là meta của Unrod và Tắc. Còn em thì có thể chơi được nhiều vị tướng nên là em không quan tâm đến meta. Tại vì những tướng em đều có thể chơi bất chấp meta được. Ok. Rồi, em có lời gì gửi đến các bạn khán giả cũng như là những người thân của em ở nhà cổ vũ cho em? Muốn gửi đến là kiểu như cảm ơn các bạn đã cổ vũ tụi mình và ủng hộ tụi mình đến giây phút này. Bây giờ sẽ là phần đội giao lưu với fan. Chụp ảnh này. Khúc này nói chung là vui lắm, nhiều fan Việt Nam lắm. Nhiều fan Việt Nam tới lắm. Nhiều fan Việt Nam tới chụp ảnh. Fan nước ngoài. Fan có cả fan nước ngoài nữa. Nói chung là có cơ hội giao lưu với các tuyển thủ và đội thì thật sự là kiểu các fan của Liên minh Huyền Thoại ai cũng thích cả. Và họ cũng giao lưu với tất cả các bên chứ không phải là chỉ một bên mình không. Đó, có fan nữ nha mấy bạn, dễ thương chưa? À, các bạn đừng hỏi mình info của bạn này nha, mình không thể nào biết được đâu. Rồi nếu mà có bạn này có xem video này thì tự lên tự cho info nha, đừng để các bạn khán giả online hỏi. Phù thủy Belu kìa. Phù thủy Belu lúc này kiểu aura vẫn chưa mạnh. Phù thủy Belu lúc này aura chưa mạnh. Về sau phù thủy Belu mới ghê. Ghê à. Sở tắc đại đế. Ồ không có khúc sau à. Không có khúc sau nhỉ. Ngon chứ, ngon dài chứ. Chung là thắng. Nói về cái trận đấu với Super Maxi thì kiểu như là thắng thì cũng vui, nhưng mà chỉ gọi là hoàn thành cái nhiệm vụ kiểu phải làm thôi. Hoàn thành cái nhiệm vụ phải làm thôi. Thực ra thì cái trình độ của Việt Nam mình xứng đáng
xứng đáng được ở vòng giữ cửa. Anh em hiểu không? Xứng đáng được ở vòng giữ cửa. Còn Super Maxi thì phải đánh ở vòng bảng. À nhầm, ở đánh ở vòng khởi động. Mà đã phải đánh ở vòng khởi động là mình phải đứng trên họ rồi. Mà khi mà trình mình thắng họ thì cũng chỉ là một cái gì đó mà nó hợp lý mà thôi. Đó. Nói chung là cũng vui. Nhưng mà kiểu thua thì ngại lắm. Tại vì mùa trước thì là GAM 2017 cũng chiến thắng Super Maxi 3-1. Thì mùa này thì mình Evos cũng cố gắng chiến thắng Super Maxi. Đó. Còn mình là cái đội mà giữ cửa, cho nên là kiểu lúc đó phải cố gắng để mà thể hiện làm sao mà mình là xứng đáng được ở đây. Xứng đáng là cái đội gác cổng. Gác cổng kim cương quan. Đó. Super Maxi thì cũng mạnh, nhưng mà kiểu Việt Nam mình mạnh hơn. Ok chưa?